Hôm trước tôi được ăn món cá kèo chiên giòn mắm me ở quán nọ, ngon lắm. Vậy hả? Hôm nào tôi và ông ghé quán đó nha. Vậy ông đã thưởng thức cái món cá kèo chiên mè chưa? Làm gì có món đó, chỉ có cá kèo chiên giòn mắm me thôi. Tại ông chưa biết đó thôi. Bà xã của tôi làm cái món này là cực ngon luôn. Cuối tuần này á, ông ghé nhà tôi đi, tôi sẽ đãi cho ông món đó. Vậy hả? Chắc chắn tôi sẽ có mặt. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả có biết không, khi mà Kim Thảo đến với trường quay, đang thấy cô Dự Thảo chuẩn bị những con cá kèo tươi rói luôn. Không biết là ngày hôm nay cô Dự Thảo sẽ giới thiệu đến món gì dành cho tất cả mọi người. Hôm nay Dự Thảo sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả và với Kim Thảo nữa một món ngon từ cá kèo. Đó là món cá kèo chiên mè. Để thực hiện món cá kèo chiên mè thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 200g cá kèo, sả băm, tỏi băm, mè trắng, mè đen, ớt băm, nước me, các loại gia vị thông thường và Agiquit bột chiên giòn hải sản. Cô Dự Thảo ơi, hình như hôm nay cô đi chợ mua không được cá kèo đúng không? Hồi nãy em khen tươi thì tươi thiệt đó, mà em thấy nó nhỏ quá à. Làm gì có, đối với món này thì cô đã có cái chủ định là cô chọn cá nhỏ, vì lý do là khi chúng ta chiên xong á, cá nhỏ xương nó sẽ mềm và mình có thể ăn luôn được cả phần xương luôn á. Ồ, thì ra là cô có chủ ý hết rồi. Quý vị ơi, vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ chọn cá kèo nhỏ thôi để dễ ăn nè, và bên cạnh đó còn nhai luôn được cá xương nữa. Ngoài ra Dự Thảo cũng muốn nhắc quý vị khán giả một điều là khi chúng ta chọn những thực phẩm cho bữa cơm gia đình đó thì chúng ta nên chọn những cái loại cá nhỏ hoặc là tôm tép nhỏ, vì đó là nguồn cung cấp canxi rất là đáng kể cho cơ thể. Bây giờ chúng ta sang đến cái công đoạn là chúng ta sẽ pha bột. Giờ cô sẽ sử dụng khoảng chừng nửa gói Agiquit bột chiên giòn hải sản. Cô sẽ cho vào khoảng 55ml nước. Khi mà chúng ta sử dụng các nguyên liệu với lại cái loại bột và Agiquit bột chiên giòn hải sản này thì sẽ giúp cho cái lượng chất dinh dưỡng ở trong thực phẩm được giữ nguyên, và đồng thời phía bên ngoài cái thực phẩm chúng ta nó sẽ có độ giòn lâu, thơm hơn và rất là vừa ăn. Cô sẽ chuẩn bị một cái chảo, chúng ta cho dầu nhiều một chút xíu. Trong khi chờ dầu nóng thì chúng ta sẽ tiếp tục cho thêm khoảng một muỗng cà phê mè đen, một muỗng cà phê mè trắng vào. Khi mà dầu nóng rồi, quý vị khán giả sẽ lần lượt gấp những cái con cá kèo này chúng ta thả vào trong bột nè. Khi quý vị khán giả đã nhúng một cái lớp bột mỏng như vậy rồi, dầu ở trong chảo cũng vừa nóng già thì chúng ta sẽ lần lượt thả từng cái con cá vào. Mình sẽ chiên đến khi nào mà cá kèo nó có một cái lớp bột ở ngoài vàng là được hả cô? Đúng rồi, sau khi cho con cá cuối cùng vào rồi, bây giờ cô bật lửa lớn lên. Dạ. Bây giờ cá đã vàng giòn rồi nè, cô sẽ lần lượt vớt cá ra. Nhìn ngon quá, có lắm tấm những cái hạt mè. Chúng ta sẽ để cá này cho nó ráo dầu đi. Và bây giờ chúng ta sẽ pha cái nước chấm. Để chuẩn bị nước mắm me thì quý vị khán giả sẽ cho vào trong chén khoảng một muỗng canh nước nè. Kế đó chúng ta sẽ cho tiếp vào khoảng một muỗng canh nước mắm, khoảng 2 muỗng canh đường và 1 muỗng rưỡi canh nước me. Cô ơi, thật ra ở nhà em á, em vẫn hay làm mắm me lắm. Nhưng mà có một cái công đoạn mà em rất là ngại làm, đó chính là khi mà làm me thì em phải dùng tay em bóp cho nó ra hết cái chất me. Cô có cách nào chỉ em làm cho nó tiện lợi hơn được không cô? Chúng ta làm ít một cái phần ăn chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi, thì quý vị khán giả có thể đơn giản là chúng ta cho me vắt, cho với lại một ít nước và chúng ta cho vào lò vi sóng, bấm khoảng chừng 2 phút thôi. Thì như vậy cái phần me này nó sẽ rã mềm ra, và kế đó chúng ta dùng muỗng chúng ta dầm nhẹ ra và cũng lọc lại. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái phần nước me sệt sẵn sàng để làm món nước mắm me. Quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ cho me vào trong một cái chén rồi cho nước vào, bỏ vào trong lò vi sóng dặn khoảng 2 phút thôi thì chúng ta sẽ tách me ra rất là dễ dàng quý vị nhé. Cuối cùng quý vị khán giả sẽ cho vào một ít tỏi băm nè, ít ớt băm nữa. Rồi, nước mắm me chúng ta đã pha xong. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ đặt lên bếp và chúng ta nấu sôi trở lại để cho đảm bảo. Đặt một cái chảo lên bếp. Quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng chừng một muỗng canh dầu. Thì chúng ta sẽ lần lượt cho tỏi nè, rồi cho sả vào. Cô sẽ cho ớt vào. Rồi, bây giờ em trút hết cái phần nước mắm me đó vào giúp cho cô. Dạ. Khi mà cái phần nước sốt me này nó sôi lên rồi, chúng ta sẽ tắt bếp đi. Như vậy là cái nước sốt me để ăn kèm với lại món cá kèo chiên mè đã hoàn tất rồi. Cô sẽ trút ra chén và mình chuẩn bị trang trí là xong. Cô đã chuẩn bị một cái dĩa để chúng ta bày cá kèo ra nè. Dạ, trông ngon quá. Trang trí thêm một ít rau nữa, vì đối với những cái món chiên đó thì chúng ta cũng cần phải có một ít rau
tươi vào để cho món ăn của chúng ta nó có màu sắc đẹp. Món ăn hoàn tất rồi thì quý vị khán giả có thể dọn kèm với lại cái phần chén nước mắm me này. Ăn tới đâu thì quý vị có thể chấm cá kèo vào nước mắm me này tới đó, hoặc là chúng ta có thể rưới đều lên như thế này và dùng ngay cũng được. Và bây giờ đến phần của Kim Thảo nè, cô đã chuẩn bị sẵn một con cá kèo mà cô đã cắt ngắn ra như thế này để cho em dễ thưởng thức. Em cảm ơn cô rồi, thiệt là chu đáo. Cô ơi, ở bên ngoài thì có một lớp bột Aziquid, bột chiên giòn hải sản giòn nhẹ rất là ngon nha cô. Ở bên trong thì thịt cá kèo mềm, ngọt, đã thấm vị rồi. Và điều đặc biệt là thỉnh thoảng ăn chúng một hạt mè, mùi mè nó đã dậy lên rất là ngon, giống như là một điểm nhấn cho món cá kèo chiên mè này vậy. Và bên cạnh đó thì kết hợp với nước sốt mè, với những bí quyết mà cô Dự Thảo chỉ lúc nãy, đã làm tăng thêm hương vị cho món cá kèo chiên mè này quý vị ạ. Nếu như quý vị có đóng góp ý kiến hay có những thắc mắc liên quan đến công việc bếp núc, xin quý vị hãy gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến số điện thoại là 083-823-7557, đó chính là Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Hoặc là quý vị cũng có thể truy cập vào website quen thuộc mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình để xem lại chương trình ngày hôm nay hướng dẫn món cá kèo chiên mè và những chương trình trước nữa, những chương trình mà quý vị yêu thích. Đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.